Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiền Văn Hóa. Sau khi khởi công vào ngày 5 tháng 8 năm 2024, trong một sự kiện chống rong cờ mở bao nhiêu, kênh đào Phú Nam cho đến nay lặng lẽ bấy nhiêu. Đến ngay cả báo chí lẫn mạng xã hội Campuchia cũng không còn đề cập hay nhắc đến nhiều nữa. Thông tin cập nhật mới nhất hồi đầu tháng 9 vừa qua là Hội đồng Phát triển Campuchia đã có cuộc họp với Ủy ban Quốc gia Phát triển và Cải cách Trung Quốc. Tại cuộc họp thì NDRC đã cho biết sẽ đốc thúc các công ty Trung Quốc có đầu tư vào Phú Nam Techo tăng tốc triển khai, đảm bảo tiến độ do chính phủ Campuchia đề ra. Có một số YouTuber của Việt Nam đã đến tận nơi tìm hiểu, quay video cho thấy hầu như công trình không có động tĩnh gì. Thưa quý vị, đây là ảnh chụp từ clip quay con kênh nối sông Mekong từ thủ đô Phnom Penh sẽ được mở rộng thành kênh đào Phú Nam có bề rộng 100m, hiện mới chỉ có khoảng 1/5 bề rộng thiết kế. Hầu như chưa có gì diễn ra cả. Chỗ khu nhà mái xanh chính là nơi dựng rạp khởi công. Câu hỏi đặt ra là vì sao cho đến nay công trường kênh đào mang tính sứ mệnh lịch sử của Campuchia lại lặng ngắt đến như vậy? Có một số lý do có thể sẽ liên quan như sau. Xin nhắc lại, có thể sẽ liên quan thôi nha. Thứ nhất, đó là Campuchia đang mùa nước nổi. Từ tháng 9 năm 2024 đến nay thì Campuchia đã trải qua một mùa mưa kéo dài với nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đặc biệt, trận mưa lớn vào tháng 10 đã dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh, gây thiệt hại cho cả vụ mùa và cả hạ tầng. Các khu vực như Phnom Penh, Kampong Cham và Siem Reap là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Dự báo thời tiết cho những tháng còn lại của năm 2024 cho thấy mưa sẽ vẫn còn tiếp tục, nhưng có khả năng sẽ giảm dần vào tháng 11 và tháng 12. Việc đào kênh thời điểm này sẽ khó khăn hơn. Trước đây dự án định khởi công vào cuối năm, nhưng sau đó đẩy lên sớm vì có nhiều ý kiến ra vào khác nhau. Thứ hai, phí bồi thường giải tỏa lớn. Bộ Công chính và Giao thông Vận tải Campuchia cho biết tác động của dự án đến nhà ở của toàn bộ dân số là 2.305 ngôi nhà, trên diện tích đất ở là 180 hectare, ảnh hưởng đến 11.525 người. Bộ này cho biết thêm rằng trong tổng số những hộ gia đình bị ảnh hưởng, chỉ có 400 hộ bị ảnh hưởng hoàn toàn, 1.905 hộ còn lại sẽ bị ảnh hưởng một phần thông qua việc bị mất hàng rào, tường, giếng nước và nơi trú ẩn cho gia súc. Ngoài ra, 3.469 hectare đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm 2.775 hectare đất nông nghiệp, 555 hectare cây trồng và 43 tài sản công cộng, bao gồm anten, đường bộ, cột đèn và 149.163 cây xanh. Tuy nhiên đến nay thì việc đền bù giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp vướng mắc. Một số báo nước ngoài cũng đã đến tận nơi gặp người dân và họ cho biết chưa nhận được đền bù hay thông tin đền bù gì cả. Thứ ba, huy động vốn gặp khó. Kênh đào này có tổng vốn đầu tư dự kiến 1,7 tỷ đô la Mỹ, xây dựng trong 4 năm, dự kiến năm 2028 hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong đó phía Trung Quốc góp 49%, 51% còn lại là các doanh nghiệp Campuchia. Cụ thể, cảng tự trị Sihanoukville PAS và cảng tự trị Phnom Penh PPAP nắm giữ 51% cổ phần. OCIC Trung Quốc nắm giữ 49%. Campuchia cũng đã tìm kiếm mời gọi Nhật Bản tham gia vào kênh đào này nhưng chưa đạt được kết quả nào cụ thể. Theo như lời ông Hun Sen, việc xây dựng kênh đào Phú Nam Techo không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của Trung Quốc. Campuchia đã mở cửa cho các đối tác nước ngoài, nhưng những người bạn Trung Quốc đã đáp ứng nhu cầu của Campuchia khi không ai khác làm được điều đó. Vấn đề là các doanh nghiệp Campuchia đã huy động được vốn để xây dựng kênh đào hay chưa thì vẫn còn phải chờ xem. Với những lý do như vậy, khả năng kênh đào Phú Nam đến đầu năm sau mới thực sự được triển khai. Tiến độ dự án nhanh hay chậm rốt cuộc phụ thuộc vào tiền sẵn sàng hay chưa. Kênh đào Phú Nam Techo trải dài 180 km, bắt đầu từ Flech Ta Keo của sông Mekong đi qua Flech Ta Ech của sông Ba Sắc, sau đó vào Brech Ta Hinh của sông Ba Sắc ở huyện Koh Thom, kéo dài đến tỉnh Kép. Tuyến đường thủy này đi qua 4 tỉnh Karan, Ta Keo, Kampot và Kép, phục vụ tổng cộng 1,6 triệu người sống dọc theo bờ sông. Kênh rộng 100m ở thượng nguồn và thu hẹp còn 80m ở hạ lưu, với độ sâu 5,4m, bao gồm độ sâu thông thuyền là 4,7m, biên độ an toàn là 0,7m. Kênh có 2 làn đường để tàu thuyền đi qua đi lại an toàn theo cả hai hướng. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, vỉa hè dài 208 km, các thiết bị hỗ trợ thông thuyền và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác qua sông, với chi phí ước tính là 1,7 tỷ đô. Việc xây dựng được lên kế hoạch theo hợp đồng BOT với các giai đoạn bao gồm xây dựng, vận hành, chuyển giao và dự kiến sẽ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Tác giả bài bình luận trên Khmer Times liệt kê vô số những lợi ích từ kênh đào Phú Nam Techo. Những điều vốn được các quan chức hàng đầu Campuchia như cựu thủ tướng Hun Sen, thủ tướng Hun Manet và phó thủ tướng Chung Chathon nhắc đi nhắc lại trong thời gian qua. Có thể nói rằng tầm quan trọng của kênh đào Phú Nam Techo đối với Campuchia tương đương với tầm quan trọng của kênh đào Suez đối với Ai Cập.
kênh đào Panama đối với Panama và đại vận hà Bắc Kinh, Hàng Châu đối với Trung Quốc. Về mặt tài chính, theo tác giả, trong năm đầu tiên sau khi được hoàn thành, kênh đào này có thể mang lại 88 triệu đô la Mỹ cho Campuchia. Trước năm 2050, nguồn thu hàng năm từ kênh đào này sẽ đạt mức gần ước tính là 600 triệu đô la Mỹ. Ngoài lợi ích về mặt kinh tế, tác giả cũng cho rằng kênh đào Phú Nam Techo sẽ cải thiện thủy lợi cho Campuchia, giúp thoát nước lũ tốt hơn ở các vùng hạ lưu sông Mekong. Ông đánh giá việc điều tiết nước để giảm lũ lụt là lợi ích quan trọng từ siêu dự án này. Nhờ có kênh đào Phú Nam Techo và các cống chặn nước, việc thoát nước xuống hạ lưu sông Mekong sẽ được điều tiết. Trong mùa mưa, các cống thoát nước của Phú Nam Techo có thể được mở để tăng lưu lượng nước thoát xuống hạ lưu và cho phép nước ở biển hồ thoát ra biển nhanh nhất có thể. Trong mùa khô, mực nước ở biển hồ có thể được điều tiết nhờ đóng cống chặn nước. Mực nước sông Mekong tại Campuchia có thể được điều tiết hoàn toàn. Phát biểu trong một sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chathon đã nói rằng kênh đào Phú Nam Techo không phải là trò chơi có tổng bằng không. Tôi chưa bao giờ nghiên cứu một dự án nào chi tiết như kênh đào Phú Nam Techo vì chúng tôi muốn đảm bảo không có tác động nào đến cả hai quốc gia. Campuchia sẽ không thực hiện một trò chơi có tổng bằng không. Trong đó Campuchia chiến thắng và quốc gia láng giềng Việt Nam thất bại. Chúng tôi không thể làm điều đó. Còn về phía Việt Nam, theo báo Tuổi Trẻ, vào ngày 10 tháng 10, cử tri tại tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị tiếp tục có nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn nước ngọt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thời gian tới dưới tác động tiềm tàng của kênh đào Phú Nam Tây Trồ. Tuy nhiên, do số liệu, tài liệu về dự án hết sức sơ bộ, hạn chế, không có số liệu về khai thác vận hành, nên kết quả của các đơn vị nghiên cứu mới là những kết quả bước đầu mang tính định hướng và ngắn hạn. Có thể thấy, đến nay chúng ta vẫn chưa tiếp cận đầy đủ thông tin để có thể đánh giá các tác động của kênh đào này một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất và thực tế nhất. Mặc dù vậy, Việt Nam chúng ta luôn ủng hộ nước bạn thực hiện dự án, miễn là không ảnh hưởng đến hệ sinh thái cho khu vực. Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia cũng như tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Phú Nam Techo. Chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá toàn diện, tổng thể tác động của dự án cũng như có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu những tác động. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia gần đây đã chứng kiến những thách thức lớn, không chỉ liên quan đến kênh đào Phú Nam Techo mà còn các vấn đề như quân cảng Ream và việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển với Việt Nam và Lào. Song đây cũng là thời điểm mà chúng ta phải thực sự tỉnh táo, bởi làm cho Việt Nam và Campuchia ghét bỏ nhau chính là âm mưu rất thâm hiểm của các thế lực thù địch. Chúng ta phải bình tĩnh, nghe ngóng và cùng với nước bạn đưa ra những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất cho cả hai bên. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.